Máy phun cát Duy Tùng xin kính chào các bạn. Nay mình lại tiếp tục đóng một cái đơn hàng nữa, ngày mùng 9 tháng 5 năm 2022. Đóng một đơn hàng này cho một bạn ở Bình Thuận. Bạn Ngô Hữu Nhớn, 254 Ngô Quyền, phường Tân An, thị xã La Rì, tỉnh Bình Thuận. Đơn hàng của bạn là một bao cát hạt mài dạng thép và 20 mét Nga nhé. Đây mình đóng mình cho vào trong cái bao này, thêm một lượt bao nữa để cho nó yên tâm. Mình sẽ đóng một cái hộp bếp cho bạn và mình sẽ để vào trong cái bao này luôn, để thành một kiện luôn. Cho bạn thêm một cái đầu gắn bếp thì mấy cái phụ kiện này về, nếu mà bạn có cần thiết thì bạn vặn thêm vào cho chắc. Đây là hạt này, hạt 4660 đấy, mình cho ở đây để cho yên tâm. Còn đây là đơn khác, đơn của bạn đóng lấy cát thủy tinh để bắn đầu bò xe máy.
chắc chắn. Một băng dính như này thì tha hồ chắc rồi. Đi chỉ cần vật nửa này ra cái là khênh này, yên tâm. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn nhé. Bạn nào mua thì alo nhé. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang. Điện thoại 0915 101 180. Xin chào tạm biệt các bạn.